dạ vâng em uh, xin chào quý vị và các bạn nhé thì uh, vừa rồi em uh, liên tục xả ra các cái lô hàng nhé và cũng được uh, sự uh, mong chờ và mến mộ của quý vị và em cũng đã gần như là bán hết luôn rồi nhé vâng em xả lô nào là bán hết luôn rồi đấy hàng hóa của em thì còn phải nói là về cũng rất nhiều liên tục nhé trong những cái mùa này thì mọi người không về được hàng nhưng mà em vẫn về liên tục nhé âm đi loa các thứ nhà em còn rất nhiều nhé quý vị đấy rất nhiều luôn nhé ok đấy rất nhiều rất nhiều còn rất nhiều nữa nhá thì hôm nay nhá thể thông nguyện vọng của rất nhiều quý vị bảo là anh em ơi anh xả kiểu gì mà anh không mua được hàng của em luôn <laughs> vâng à, em cũng xin lỗi uh, quý vị nhá vâng cái lượng hàng ra xả ra nó ít vâng và cái thời gian nói thật với quý vị là hàng ngày quý vị nào đặt hàng em biết rồi đấy nhá mỗi một ngày những, ngày những ngày trung bình mà nếu không có dịch covid nhà em khoảng tầm ba bốn chục đơn hàng là bình thường còn nếu mà những cái dịch này nhà em khoảng tầm một hai chục đơn hàng là những ngày nào đều đều hai chục đơn hàng như vắt tranh nói chung là à, cũng phải cong à, à, sức người lên để mà mà, mà 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 để mà đóng hàng thậm chí vâng rất nhiều quý vị cũng à, mấy hôm nay là cũng giãn bớt rồi cũng quý vị cũng à, có dịp là đi đến để tranh thủ để lấy hàng nhanh vâng thì cũng một ngày cũng năm bảy khách cũng à, đến cửa hàng nhà em này trong thời gian gọi là tích tắc thôi nha chứ không không đâu vâng đấy không đến xem hàng rồi ấy như ngày xưa chứ như ngày xưa thì nhà em thì nói thật với quý vị là ngày nào cũng thế sáng 10 đến 20 khách chiều cũng 10 đến 20 khách đấy là quý vị nào qua nhà em thì biết rồi nhá em không nói ngoa ok <laughs> tiếp tục hôm nay em lại xả tiếp ra những cái hàng mà phải nói là rất là phê nhá những cái hàng này phải nói là rất là phê luôn vâng ai không mua được lô hàng này thì em phải nói là tiếc cực kỳ tiếc ngẩn tiếc ngơ luôn nhá giá quá rẻ mà lại 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 rất là, là, là tiếc nha, Vâng đấy không mua được rất là tiếc, vâng, ok nha, vâng, em uh, sẽ xả tiếp cái lô này để phục vụ quý vị và các bạn nha, để uh, thỏa mãn cái nhu cầu mong đợi của 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 quý vị, vâng, lô này hàng quá ngon nhé đầu tiên em xin được phép xả con loa phải nói là khủng luôn và phải nói là chất luôn, giá thịt bèo, vâng, ok nha. Đây là đôi loa Piola SF77 nhá, một trong những dòng loa chữ danh luôn nhá. Gồm có hai tinh chỉnh mid và chest nhá. Đây, mid và chest trên này nhá. Ok, đây. Em sẽ đi lướt lướt qua để quý vị và các bạn cùng theo dõi mặt trước của nó nhá. Ok. Em sẽ hơi tách cái loa này ra một chút xíu để em sẽ quay cho nó rõ ràng hơn nhá. Để uh, quý vị và các bạn là 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 Uh, nhìn thấy rõ hơn nhá ok em tách ra đây rồi đấy đầu tiên nhá đấy em sẽ chiếu góc các cạnh đầu tiên cho quý vị luôn nhá ok đấy ok em vừa phải cái bụi ra xong nhá đấy cho quý vị và các bạn biết luôn không có uh, quý vị và các bạn cũng không biết nó là như thế nào nhá ok mặt trước đây vâng đấy nó có những cái vết nó nhỏ nhỏ này nhá Đây, nó hơi bị đấy quý vị về lấy cái con chó dán lại thôi nhá đi do va chạm hơi nhẹ nhẹ một tí đấy là nó sẽ nét căng như sony luôn nhá ok đấy mặt trên rất đẹp mặt dưới rất đẹp xung quanh rất đẹp nhá đấy bây giờ em sẽ chuyển sang đây đấy ok đấy rất là ok nhá ok đấy đây em quay cho ra ánh sáng này quý vị các bạn xem luôn nhá đấy, phải nói là đẹp luôn nhá đây, những cái này em chưa lau chùi đâu. Đẹp lắm nhá. Đấy. Ok. <laughs> Công suất là 70 Công suất là 60W, trở kháng là 6.3 ohm, CSF77 nhá. Đấy quý vị xem. Ui, nó đẹp chưa? Đấy, ok nhá. Đấy. Một chiếc, vâng. Đấy, em sẽ chiếu sang chiếc bên kia tiếp nhá. Ok, đây là chiếc nét nhá. Vâng, em sẽ chiếu sang kia ok nhé vâng đấy đây. Đây. đây chiếc này phải nên là rất là đẹp nhé vuông thành sắc cạnh còn sức sát thì lúc nào nó chả cũng chả bị như vậy đây ok nhé hàng của em chưa lau chùi đấy qua cái quý vị nhìn này đấy thấy chưa đấy đây Ngày em về thì em rất là đười lau nhé hàng để nào bán đấy đây Đó. Ok, nhá. Quá đẹp luôn. Vâng. Rồi, ok nhá. Đấy. Ok. Đấy. Đấy. nhưng vết băng dính này nhá, để quý vị nào này. Đấy. Đấy, em tay phát được được luôn, bằng tay luôn. Đấy. Đấy, ui ừ. Ừ. ok. Đôi này phải nói là trong tình trạng rất là đẹp nhé. Còn hàng cũ, hàng bãi thì không thể nói được. Nhưng nó là đẹp luôn. Theo quan điểm của em. Ok. Đây. Đôi này nhé. Vâng, đôi này có giá rất là cao nhé. Bình thường trên thị trường bây giờ đang bán khoảng tầm 7 triệu 9 cho đến hơn 8 triệu những đôi như thế này nhé. Đấy. Em đo kích thước của nó luôn nhé. Em đo kích thước của nó luôn để quý vị các bạn xem luôn. Con này nếu mà đo hết bát thì là khoảng tầm bát 27,5 nhé. Đấy, tuy nhiên nếu mà đo bên trong vành của nó là bát 26 nhé. Đây, bát 26 đây. Đấy, quý vị thấy không? Nếu đo trong vành là bát 26 nhé. Vâng, đấy. Chiều cao của nó đây. Đấy, về kích thước bát thì quý vị tự tính. <laughs> cao 73 nhé. Cao 73, vâng, rất cao to. Ok. Ngang của nó 37. Đấy và sâu của nó là 30 Hôm nay em sẽ bán xả con loa này nhé Hôm nay em sẽ bán xả đôi loa này Vâng Thị trường bán giá hơn 8 triệu Thì em sẽ bán với giá rất rẻ nhé Vâng Con này hàng về đẹp luôn Đây quý vị nhìn xem hàng về rất là đẹp Đấy, Đây Đấy. 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 Vâng à, Lý do xả như sau Vâng cái e căng này của nó nhé Em bán giá của con này sẽ bán giá theo giá nào? Không e căng luôn nhé Vâng. Đây quý vị nhìn này, các e căng của nó đây nhé Nó cái e căng của nó đây quý vị nhìn đây. Đấy. E căng này của nó em lật ngửa lên cho quý vị để quý vị xem đây. Nó bị những cái cái gỗ này nhá. Đây, các cái đầu gỗ này nó bị uh, bị bị vỡ cho nên là về quý vị làm cái đầu gỗ vào đây thì là sẽ ngon. Đây. Còn đầu gỗ này nhá. Đầu gỗ này của nó cũng bị tất cả các đầu gỗ này nó bị nhá. Đấy thì ở chỗ này này nó bị thiếu chỗ này và bị thiếu chỗ này về quý vị làm cái thanh gỗ luôn thanh gỗ từ đây ra đây thì của nó sẽ vâng thì của nó sẽ là vuông vắn nhảy luôn nhé bởi vì nó thiếu mất một cái thanh gỗ ép đây và một thanh gỗ ép ở đây đâm ra cái đầu của nó nó sẽ không được vuông còn uh, quý vị về quý vị chỉ cần cắt cái thanh gỗ này đơn giản thế ai làm được vâng nhưng với nhà em thì không làm nhé đây thanh gỗ nó cũng chỉ nhảy thôi đấy đưa vào đây đấy. một một phát là coi nhà đẹp căng luôn vâng <laughs> Đây nhá. <laughs> Đấy, e căng nào cũng như vậy cả. Ok, coi như em bán giá không e căng đi nhá. Vâng. Coi như em bán giá không e căng cho quý vị nhá. Đấy. <laughs> đôi này à, thì những nơi bán giá không e căng thì đều bán giá khoảng tầm 6 triệu chín nhé những đôi này là những nơi khác bán giá không e căng đều bán giá 6 triệu chín vâng tuy nhiên riêng ngày hôm nay em bán giá xả luôn Quý vị không phải suy nghĩ luôn nhé Giá của nó là 5 triệu 890 nghìn 5 triệu 890 nghìn nhé Quá rẻ rồi nhé Quý vị nào không lấy đôi này thì tiếc luôn vâng, Coi như giá là em bán không ê căng luôn nhé vâng, tất nhiên em ê căng vẫn em vẫn đưa về cho quý vị Vâng Với mức giá không ê căng quý vị nào mua được thì alo cho em Vâng Những cái đôi như thế này nhé Thì quý vị nào mua Thì em cũng xin nói luôn là nhà em không ship cốt. Quý vị nào mua thì đặt cọc cho em 2 triệu Đấy, còn quý vị nào mà quen biết rồi thì chuyển khoản luôn hết luôn cho em cũng được để đỡ tốn tiền vận chuyển, không có tốn tiền vận chuyển lắm nhá. Người ta thu hộ, người ta mang tiền về cho nhà em cho nên là uh, sẽ phải mất tiền thu hộ cho nên là sẽ mất nhiều tiền đấy nhá. Vâng. Đấy, những đôi như thế này thì uh, đấy quý vị có hai cách, một là đặt cọc nhá, đặt cọc cho em 2 triệu, số còn lại thì qua Viettel và hoặc là bên biêu điện người ta sẽ thu lốt nhá. Còn cái 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 thứ hai quý vị nào mà có tiền tin tưởng thì chuyển khoản cho em nhá. Đương nhiên hàng của quý vị sẽ không bị mất em sẽ chuyển hàng tới tận tay cho quý vị, quý vị chỉ việc nhận hàng và thanh toán tiền vận chuyển. Nếu mà thanh toán hết cho em rồi, còn nếu mà quý vị mà à, chưa thanh toán hết thì nhận à, hàng thì sẽ thanh toán nốt tiền hàng và tiền vận chuyển nhé. đương nhiên những đôi như này tiền vận chuyển của nó à, sẽ rơi vào khoảng tầm mà à, theo như em được biết và tính toán thì có thể nó sẽ lên tới khoảng tầm từ à, 600 trăm nhé, khoảng 600 trăm nghìn xoay quanh khoảng 600 nghìn có thể lên đến 700 nghìn đổ lại và từ 6 đến 700 nghìn nhé nó khoảng đấy đổ lại một đôi này vì nhà em đóng làm hai hai cái kiện này nhưng tuy nhiên nếu như em đóng một kiện thôi thì giá nó sẽ rẻ hơn đóng một kiện thì khoảng tầm mất 400 mấy thôi mất khoảng tầm 400 mấy chục nghìn thậm chí khoảng tầm xoay quanh khoảng tầm 400 thôi nhưng mà nếu mà đóng một kiện thì khả năng xác suất nó hỏng sẽ rất cao vì nó nặng mà nặng người ta không vác vác được là người ta sẽ vứt đi luôn và có thể sẽ bể sẽ vỡ và chỉ vì mỗi 200.000 nghìn thôi là mình hỏng cả bộ bộ loa thì đương nhiên là sẽ rất là lãng phí nhé cho nên là 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 bên nhà em cũng sẽ đóng từng cái một để cho quý vị an tâm ok ạ nhá giá xả rẻ rồi cho nên quý vị không phải nghĩ nữa nhá giá thị trường những cái đôi mà bán không ai căng đều bán 6 triệu tám sáu triệu chín hết đấy nhà em bán giá 5 triệu tám trăm chín nghìn nhá Em nói luôn với quý vị nhé là giá này là em chỉ áp dụng cho hôm nay và ngày mai nhé Còn giá như hôm sau là quý vị quên luôn giá này cho em đi nhé Vâng hôm sau không còn bán giá này nữa nhé Rồi ok ạ vâng giá này quý vị không mua đâu được đâu ạ Với mức giá này luôn nhé Vâng quý vị nào xem thì alo ngay cho em Và à, nói chung là về cái nhắn tin thì quý vị à, nhắn tin cho em cũng được Nhưng em sẽ đọc tin nhắn rất là chậm nhé Quý vị nào à, lấy chốt thì alo cho em nhé Ok ạ vâng À, tiếp đến em xả tiếp một đôi loa Yamaha 460 nhá. Đây. Đấy. Yamaha 460 e căng của nó đây nhá. Vâng, e căng của nó đây. Đây. Yamaha 460. Đôi này em xả tiếp tục nhá. Đấy. Đôi này thì phải nói là rất là chất nhá. Hàng hàng trăm người phải nói là uh, nhìn đôi này là phải mê mệt luôn. Đấy, ok chưa? Ok luôn nhá. Đấy. Ok luôn Yamaha 460 em sẽ à, xoay để chung quanh để quý vị biết luôn nhé ừ. ừ. Trong hàng cũ hàng bãi thì không tránh khỏi được cái sức sát đâu Đấy. Đây, Bẩn băng dính chưa nâu. Đấy, Nhà em về thì không có thói quen nâu chùi hàng hóa Dạ vâng em cũng xin à, nói luôn để quý vị các bạn biết <laughs> Công suất của nó là 70W nhá Trở kháng 8 ôm Quá tuyệt vời Con này là sản xuất ở tại Japan nhá Ok nhá đây. Đấy, không còn gì phải suy nghĩ nữa nhé Không còn gì phải đắn đo suy nghĩ nữa Đấy, Đấy Băng dính cũng chả thèm nào Quý vị đây xem em tẩy luôn băng dính luôn Ok Chỉ một tí thì em đã tẩy xong cái băng dính này rồi nhá Mất khoảng tầm 30 giây 50 giây Ok xong nhá Đấy Này thì phải nói trong tình trạng phải nói là rất là đẹp nhá phê tình trạng rất đẹp và phê đấy đây Ok này đấy đây xốp nhá xốp ấn là bằng dính ok đấy ok này xin lỗi quý vị nhé vâng đấy đây thì hàng hóa thì nó đây Đấy, 70W trở kháng 8 ohm made in Japan. Đấy. Ok. Đấy. Đây, quý vị nhìn đây. Đấy, những cái này nau phát này. Đẹp mịn màng luôn chưa? Đẹp chưa? Đấy, em nâu qua cái này. Hàng nau lên phát là đẹp luôn. Ôi dồi, ok nhá. Đấy. Con này trong tình trạng rất là đẹp nhá. Rất rất là đẹp. Đây. <laughs> <laughs> Với em thì là đẹp còn một số quan điểm một số người thì nó lại khác Còn với em là của nó rất là đẹp nhé Con này nhá Con này thì Con này thì, thì giá của nó nhá Em nói luôn Giá của con này à, Em sẽ đo cái kích thước của quý vị và các bạn xem nhá 460 đời rất cao nhá Bát của nó là bát 25,5 Vâng Đấy, Còn đo của nó đo Đo của nó đo viền bát của nó là bát Vâng, con này của nó đo bát 25. Vâng, con này của chính xác bát 25 nhá. Còn nếu mà đo viền viền gọi là đo gân loa thì là bát 24. Vâng, nhưng mà đây gọi là bát 25 nhá, chứ không phải gọi. Vâng. Ok. Đấy. Bát 25 chiều cao nhá. Chiều cao của Chiều cao của sản phẩm là 57 57 nhá, độ cao 57. Ngang 33 và sâu 30 và con này rất là chất nặng nặng chất luôn nhá nặng chất luôn đấy, đấy. còn quý vị nhìn con này với con khác nhỉ? nặng chất luôn đấy, toàn các dòng khủng luôn đấy nhá nặng chất luôn vâng đấy giá con này nha bình thường các đơn vị khác bán khoảng tầm 5 triệu rưỡi 5 triệu chín nhá 5 triệu rưỡi 5 triệu chín e căng của em nó đây nhá 5 triệu rưỡi 5 triệu chín Tuy nhiên hôm nay em xả giá đôi này cho quý vị nhá ls 460 không phải là là tàng tàng đâu nha nó trên cao trên các đời khác nhiều cao hơn đời 2, đời 3 nghe nhiều nhá. Vâng, đời 4, đời 4 đấy nhá. Vâng, ok. 460, vâng. Đấy. Thì à, uh, con này em bán với giá của nó nhá. Một mức giá rất sốc. 3 triệu 790 000 nhá. 3 triệu 790 000 cho cho con này nhá. Ok nhá. Vâng. 3 triệu 790 000 Ok nhá. Vâng, giá không thể giải hơn được quý vị không mua này thì là phí luôn nhá. Ok nhá Tiếp đến nhá Em xin giới thiệu đây là đôi loa Solic nhá Đôi loa Solic này là hàng xuất Mỹ nhá Đây Đấy. 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 Còn này trong tình trạng này nhá Ok em Đây Mấy cái giống nhật nhẽo này em vẫn để nguyên này Đây Đấy. 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 Nào qua cái cho sạch sẽ à. ok nhá nó là solid à, rất là đẹp à, nguồn thành sắc cạnh quá đẹp luôn Đấy. À, đôi này thì phải nói là đẹp mỹ mãn nhá nó solid và vâng. những dòng này là hàng xuất mỹ cho nên là chả thấy nó ghi gì cả giống như kiểu JBL ấy chả thấy nó ghi gì Đấy. À. ok nhá Hôm trước em bán một đôi hàng cũng hàng này rồi vâng. Hơn 2 triệu. Vâng. Có rất nhiều quý vị hỏi nhé những đôi này có rất nhiều quý vị hỏi luôn. hôm hôm nọ thì rất sứt mẻ mẻ đằng sau thùng, còn đôi này của nó thì hàng đẹp luôn nhá. Giá của đôi này luôn nhá, hàng Solix này nhá, giá của đôi này nhá. Bình thường những đôi này à, em sẽ đo kích thước nhé À, 320, vâng. Cao của nó là 59. Cao 59. Ngang 33. Và sâu là 26 nha quý vị. Và các bạn nhớ xem thông số nha. Vâng. 20 Ok nha. Đôi này nha. Bình thường những đôi như thế này nó sẽ có giá khoảng tầm gần 4 triệu nha. Tuy nhiên. Vâng quý vị nhìn xem nó quá đẹp. Tuy nhiên em xả đôi này nha. Hàng của nó rất đẹp tuyệt vời này nha. Xả đôi này với giá là 2 triệu. 890 nghìn Quá bèo luôn vâng Với mức giá này thì gọi là chỉ bằng Nhìn hơn loa mini tí thôi 2 triệu 890 nghìn nhá Vâng Quý vị lên nhớ nhá Mức giá các mức giá này là em xả nhá Là chỉ áp dụng cho hai ngày thôi nhá Dạ vâng Ok Đấy Ê căng nó đây nhá quý vị nhá Quá đẹp luôn rồi Đấy Tiếp đến em sẽ xin giới thiệu tiếp nhá Đôi loa này Đây Đôi loa Dayton 33ex nhá <laughs> em xả tiếp đôi này tiếp nhá, vâng, đấy, rồi 33exv, vâng, em chỉ giá xả chỉ 12 2 ngày thôi nha quý vị nha, quý vị thông cảm không à bảo quý, có quý vị là một tuần bảo là ôi anh đôi này anh đang định mua mà tại sao trước em bán ra anh giá này bây giờ lại tất cả hàng là em xả chỉ áp dụng 12 2 ngày thôi quý vị nào hay theo dõi kênh của em thì là được. Còn quý vị nào không theo dõi kênh hay theo dõi kênh mà thỉnh thoảng thì là coi như là uh, sẽ uh, không mua được và nó sẽ rất là lãng phí nhé. Ok. Đấy. <laughs> Tất cả các gân này của nó nhé. là về đều mục đều phải làm lại gân nhé. Đấy. Ok. 33 ex này. Đấy, soup hai 220 nhá. Đây, ví dụ là bát 2 bát 22 nhá. Đấy em cho quý vị xem này xem có đúng không nhá đọc cho quý vị để em cho quý vị xem này ví dụ nhá ở đây người ta nói bát 22 thế mình thử đo cái gân nhá em thử đo cái gân này gân này có 18 nhá thì chỉ đo cái gân 18 thế này quý vị nhá cho nên là không đúng giống như kiểu mọi người nghĩ nhá bát 22 tức là phải đo đầu đường kính bát ra đường kính bát này đây quý vị xem này đúng không nhá đấy, 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 bát 21,5 nhá bát 21,5 đấy, đấy, tuy nhiên đấy. ở đây thì như mình tính nhá ở đây như mình tính thì mình sẽ không tính như vậy. Ở đây mình tính là à bát 20 nhá. Ở đây mình tính là bát 20. Đấy, mình tính là bát 20 thôi nhá. Ok. Đấy. Đây Hàng về rất là đẹp nhá. Daytona 33 EXV công suất 150W vâng. Đấy, công suất 150W nhá. Đấy. Đấy dòng đai tơn thì của nó lúc nào công suất nó cũng sẽ lớn một tí nhé con này về rất là đẹp em đo kích thước nhé cao của nó là 46 ngang của nó là 25,5 sâu của nó là 22 nhá Đấy. Đây. con này thì nó chỉ bị một tí vết nhỏ trên này thôi cái xi gián thôi nhá Đấy. 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 Rồi, ok, không chơi được điểm gì cả nhé. Hàng về rất là chất luôn. Vâng. Con này nhá con này bình thường của nó giá những con này khoảng tầm à, các đơn vị khác nhé, bán khoảng tầm khoảng tầm 3 triệu 6 3 triệu 7 nhá. Vâng. Những con như thế này nhé, riêng hôm nay em bán xả giá rẻ nhá 2 triệu 2 triệu 790 nghìn nhé. Đấy, 2 triệu 790 nghìn. Quý vị nào không mua con này tiếc luôn nhá. 2 triệu 790 nghìn nhá. Chỉ duy nhất cho 2 ngày thôi nhá. 2 triệu 790 nghìn. Quý vị nào mua những dòng nhỏ này thì xin chuyển khoản hết luôn cho em nhá. Nó nhỏ nó ít tiền. quý vị xin quý vị chuyển khoản hết cho em nhá. Có những ai gọi là già cả các thứ gì ok. Thì em chấp nhận là đặt cọc khoảng tầm 1 triệu 1 triệu đến triệu rưỡi nhá. Là đấy. Chứ còn nếu ai lấy những cái dòng này tin tưởng em chuyển khoản hết luôn cho em nhá. Vâng. Giá, giá xả rất rẻ rồi quý vị không thể tìm được con nào rẻ hơn và lại chất lại ngon nhảy được với giá quá rẻ nhé đấy quý vị thấy ok chưa đấy nha cái căng nó đây đấy cái căng đây rồi quý vị nhớ rõ giá nhé em sẽ không uh, nhớ nổi quý vị bảo là à con này bao nhiêu em sẽ không nhớ nổi giá nó đâu nhá quý vị hỏi em giá này bao nhiêu em đọc là 3-4 triệu và ok nhé quý vị tự ghi giá cho em nhé tự ghi giá và tự báo giá cho em luôn nhé em sẽ không, không nhớ rõ giá con này đâu nhé Đấy, quý vị là lấy thì nhớ giá cho em. Ok ạ. Tiếp <laughs> đến em, em sang con này nhá. À. Ok. Đây là dòng Victor nhá, dòng Victor. Victor Company of Japan, đây. Ok. Rồi, em đọc mã em được trở kháng 8 ôm, công suất 35 W. Đấy bát 20 và vâng. đây bát đo kịch là bát 23 nhưng mà không mình đo đây là bát 21 và vâng. không em đo gần tôi áng à ngáng bát 20 nhá và đấy nhiều quý vị cũng, cũng chả biết được là nào mà này để ấy em cứ đo hết như thế cao 57 nhá cao 57 rồi ngang 33 và sâu 23 nhá đấy đây em sẽ đo em sẽ chiếu quý vị xem nhá đấy hàng về chưa lau chùi dọn dẹp mà nó đã đẹp thế này rồi đấy ok nhá nó qua cái tí cho quý vị các bạn xem okay, nhé. đấy ok nhá hơi nau một tí này hơi giời. đấy hơi nau nhá đấy những nhà khác người ta còn uh, vôi ve rồi lầy lọ nhưng mà em không nhá đấy như thế nào em bán nhà thì như thế nhá đấy rồi Đấy, một chiếc này, Đấy, xem còn bên này nữa này, Đấy. quá đẹp nói chung, còn những con nhảy mà lau mà tẩy trang đi thì quá tuyệt vời, gần những nơi khác người ta gọi là quá đẹp xuất sắc, Đấy. 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 rồi ok, con này về gọi là về gọi là trong tình trạng là đẹp xuất sắc, Đấy. với em thì em nói như vậy. Rồi. con Victor này nhé, vâng, con Victor, Victor, trên này em không thấy ghi gì đúng không? con này nhé, con dai 33SV nhé, vâng. đây như con này là con G6 gì đấy, vâng, con G6 nó gọi là G6 nhé, coi như là G G6 đi, vâng những dòng này. Những dòng này khả năng của nó là dòng hàng xuất Đây G6 G6 nhá Dòng G6 Hàng này gọi là hàng Đấy Những con này là, là thường là những này hàng hàng xuất Mỹ rồi Ok Coi như là mình là hàng vẫn là hàng ra ban đi nhá Đấy cho nó nhanh Đấy là em đoán thôi Giá của con này nhá Vâng giá của con này 2 triệu 890 nghìn cho những con đẹp xuất sắc này nhá đẹp và nghe chất ok luôn tiếng quá hay luôn Ê căng nó đây nhá đấy e căng nó đây Vàng giá con những thế này thị trường đang bán khoảng tầm 3 triệu rưỡi ba triệu sáu nhá rồi ok tiếp đến đây là cái đôi đấy hàng vừa về xong nhá đôi đai 36 ba sáu br nhá đấy e căng nó đây con này thì phải nói là cổ kính và quá đẹp luôn đấy con này thì thôi chất thôi rồi nhá con này thôi chất thôi rồi đấy ui rồi Đấy, con này thì cũng phải nói là quá đẹp nông lạnh mong gọi là con này cao của nó là 68 ngang của nó là 40 sâu của nó là 26 nhá đấy con này thì căng nó rất là đẹp nhá vâng đấy dòng này phải nói là chất luôn à em đo đường kính bát luôn nhá này con này đây quý vị nhìn này ui con này quá đẹp luôn bát bát 31 vâng con này bát 31 nhá à. em nước qua cho quý vị con này Ui, quá đẹp luôn Đấy. Ok nhá đằng sau xem nào Đấy. Đấy. Ok Đấy. chất luôn nhá để em chưa tẩy trang gì cả mà nó đẹp nhảy luôn Đấy. tất cả đường viền này đường viền mốc này Đấy. Đấy. mình sẽ lau chùi đi các thứ đi cho nó đẹp nhá đừng mốc nó mốc nó vào đấy, đấy, đây này đấy, các cái đường này chỗ nào mốc nó ăn thì ấy, thì mình sẽ nâu đấy, về quý vị tự xử lý nhá đấy, còn là quá đẹp luôn nong nanh cành đào luôn nhá đấy. và những con này thì thị trường đang bán những con này rơi vào tầm khoảng 8 9 triệu nhá những con đai tơn 36 br thị trường đang bán khoảng tầm 8 9 triệu nhá đẹp nhảy chứ còn hàng bình thường hàng xấu không làm gì nhá hàng bình thường hàng xấu có nơi bán 4 triệu 5 triệu và... Vâng. Đấy còn những con hàng này quý vị nhìn này, đấy soi lên được nhài thì ok này. Đấy quý vị nhìn này, đấy. Nó như thế này cơ mà. Đấy. Nhá. Hàng đẹp nhá, chứ không phải hàng ấy đâu nhá. Vâng, giá em để giá rất rẻ nhá. Vâng. Xoay quanh khoảng 7 triệu thôi nhá. Đấy, ok. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhá. Vâng. Trên đây là một số dòng nhá, em vừa mới đưa lên. Quý vị nào lấy thì alo cho em, à, số điện thoại em là 0966594581. Địa chỉ 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2 quận Nam Từ Liêm Hà Nội nhé Quý vị nào lấy đôi nào thì xin vui lòng đọc giá đôi đấy cho em nhé và xin uh, uh, vui lòng uh, em nói thêm là em sẽ không ship code đâu nha quý vị nhé Em không ship code những dòng này cho nên là quý vị nào lấy đôi nào là thì xin vui lòng chuyển khoản cho em nhé. Hoặc quý vị nào lấy những đôi nhỏ nhỏ chuyển khoản cho em và những đôi lớn có thể đặt cọc và số còn lại thì em sẽ thu lốt qua đơn vị uh, Viettel hoặc là bưu điện nhé. Dạ vâng. Ok, em uh, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em. Vâng. Đấy, em nhắc lại nhé. Số điện thoại là 0966 594 581 nhé. Vâng, em xin cảm ơn.